Bắt nhóm nam sinh trung học phổ thông vận chuyển lô ma túy trị giá cả chục tỷ đồng chiều nay ngày 2 tháng 1. Bộ đội biên phòng Nghệ An vừa cho biết phòng chống ma túy và tội phạm đơn vị này vừa phá một đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Lào vào Việt Nam, bắt giữ 3 đối tượng. Cụ thể, sau 2 tháng xác lập chuyên án và theo dõi, tối ngày 1 tháng 1, tại bản Nọng Rẻ, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, ban chuyên án phối hợp đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, đồn biên phòng Nậm Càn, công an tỉnh Nghệ An tiến hành bắt giữ 2 đối tượng khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy bằng xe máy. Tại hiện trường, công an thu giữ trong hành lý của 2 đối tượng này có 12 bánh heroin, 54.000 viên ma túy tổng hợp 0,1 kg ma túy đá. Danh tính 2 đối tượng bị bắt giữ được xác định là Già Duy Trung, SN2003 và Già Bá Kinh, SN2004, cùng trú tại xã Đọc Mại, huyện Kỳ Sơn. Cả Trung và Kinh đang là học sinh một trường trung học phổ thông trên địa bàn. Tiếp tục mở rộng điều tra, đến 23 giờ cùng ngày, tại khu vực trường trung học phổ thông cơ sở thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, ban chuyên án đã bắt giữ và bá giờ, SN2000, trú tại xã Mường Tiếp, huyện Kỳ Sơn, để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên của một đối tượng người Lào từ Nghệ An ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ với giá tiền công thỏa thuận là 300 triệu đồng. Tuy nhiên, khi trên đường vận chuyển thì lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Được biết, lô ma túy mà nhóm này vận chuyển có giá trị lên đến cả chục tỷ đồng. Hiện nay lực lượng đánh án đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Tại một diễn biến khác, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12, lực lượng phòng chống ma túy đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã phối hợp với công an huyện Đô Lương phát hiện bắt giữ 2 đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và hàng cấm tại thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An. 2 đối tượng bị bắt là Phạm Đình Hiền, sinh năm 1983 và Phạm Đình Tuyên, sinh năm 1983, đều trú tại khối 1 thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương. Tại hiện trường, công an thu giữ 2.000 viên ma túy tổng hợp, 47 hộp pháo hoa có khối lượng khoảng 50 kg, 9 bao pháo bi có khối lượng khoảng 2 kg và một xe máy. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.